Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 47: Chống trận như núi. Trong phòng khách núi Hảo Vân, Chỉ Vân đang tĩnh tọa điều tức. Thân thể hắn vốn cường tráng rắn giỏi, tuy thon gầy nhưng nhanh nhẹn linh hoạt, thế mà chịu hành hạ khổ sở mấy ngày đã trở nên tiêu tuy sau khi nói vài câu với Tây Phương Đào trong đình trúc, đường lệ từ trầm chậm, chậm đến phòng Chỉ Vân. Dù y đã cho Chỉ Vân dùng huyết thanh nhưng một lần e rằng không đủ, muốn đảm bảo không có sai sót thì ít nhất phải dùng ba lần. Đường lệ từ đứng ngoài cửa lặng lẽ nhìn Chỉ Vân một hồi. Hắn đang nhắm mắt vận công, giữa ấn đường thấp thoáng một luồng khí đen luẩn quẩn, dưới giường có mấy con nhện đang trăng tơ, hai con bò cạp xé tan cái mạng nhện, còn có mấy con rết nhỏ chết queo dưới đất. Xem ra độc cổ chu vẫn chưa giải hoàn toàn, đôi môi đỏ của Đường Lệ Từ khẽ mấp máy, lộ ra hàm răng trắng như tuyết cắn nhẹ lên môi dưới, chầm chậm hà ra một hơi. Sau lưng có người tiến lại gần, đi đến cửa thì thấy bóng lưng của Đường Lệ Từ. "Đường, Đường huynh, nghe nói Chỉ Vân đã tỉnh rồi." Người đổi xưng hô từ Đường công tử thành Đường huynh, đương nhiên là dư phụ nhân. Đường Lệ Từ gật đầu, nhưng độc cổ chu vẫn chưa giải hết. Dư phụ nhân bước vào trong phòng. Huynh đang lo lắm phải không? Đường lệ từ khẽ cười. Chuyện này, chỉ Vân được cứu về, còn tỉnh táo trở lại, đã nằm ngoài dự tính của kẻ đặt bẫy. Nhưng nếu chỉ Vân đã quay về thiện phong đường, vậy phải đối phó với chỉ Vân nằm ngoài dữ liệu này ra sao? Người thông minh đương nhiên sẽ có những tính toán của người thông minh. Dư phụ nhân nhíu mày. Tính toán? Tính toán gì? Ánh mắt đường lệ từ xoay chuyển, sâu trong đôi mắt là ưu tư khó nhận ra chính là y còn chưa nói hết câu thì đã ngừng phát đầu lên chỉ thấy đằng xa có một đàn cò bay vụt lên dư phụ nhân vừa nhìn cảnh này đã hiểu ra tái mặt hỏi đội quân nào xâm nhập lên núi hảo vân nếu ta đoán không lầm thì đó hẳn là thiết kỵ của núi mai hoa đường lệ từ hờ hững đáp một câu lại khơi lên muôn vàn hoang mang trong lòng dư phụ nhân sao cơ thiết kỵ núi mai hoa Núi Mai Hoa nằm ở chốn biên thủy phương Bắc, nham thạch nơi đây dài rác những chấm đỏ, trông rất giống hình hoa mai nên mới có tên này. Hỏa vân trại trên núi Mai Hoa, trại chủ là Thiên Thượng Vân, Chỉ Vân, dưới trướng có đường chủ liên tiêu đường là Tam Đao Đoạt Hồn, Ân Đông Xuyên, các chủ vọng nhật các là Tiêu Sái Kỳ Lân, Hiền Viên Long, đường chủ nganh phong đường là Nhất Kiếm Đông Lai, Kim Thu Phủ đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lừng. Trước khi đi theo chỉ vân, họ đã là những tay lục lâm thảo khấu khét tiếng, sau khi vào hòa vân trại thì như hổ mọc thêm cánh. Trong hơn ba năm, họ đã làm được mười mấy vụ buôn bán lớn, một trong số đó là bảo vật hiếm thấy. Sáp huyết quỷ tinh chung, Mà ngay cả đường lệ từ cũng muốn có. Gần hai trăm huynh đệ dưới chướng hỏa vân trại, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến. Đám người này xưa nay chiếm cứ một cõi phương Bắc, rất ít khi đến Trung Nguyên. Thế mà lúc này họ lại bất ngờ xuất hiện dưới núi Hảo Vân, chẳng lẽ là do chỉ vân rời khỏi núi Mai Hoa đi điều tra chuyện tinh quỷ cửu tâm hoàn quá lâu, khiến Hỏa Vân Trại lo lắng mò ra ngoài tìm. Nhưng dù chỉ vân rời khỏi Hỏa Vân Trại quá lâu đi chăng nữa, cũng không cần phải huy động nhiều người nhiều ngựa của Hỏa Vân Trại đến thế chứ. Dốc toàn lực đi từ phương Bắc, liệu có lố quá chăng? Thiểu tiên sinh đi thiếu lâm tự rồi, Thành Đại Hiệp thì vừa ra khỏi cửa. Hôm nay trong kiếm hội chỉ còn lại hai người chúng ta và 66 đệ tử. Nếu Hỏa Vân Trại muốn tấn công, thì làm sao chúng ta ngăn cản được đội quân của Hỏa Vân Trại núi Mai Hoa? Dư phụ nhân tái mặt, áp tay xuống đất nghe ngóng. Hắn cảm nhận được nền đất dần dần chấn động. Những người kia cưỡi ngựa leo lên men theo con đường núi, nghe tiếng rung chấn không đoán nổi có bao nhiêu người. Bọn họ đến tìm chỉ vân sao? Đến đông như vậy chỉ e không có ý tốt. Tin chỉ vân chúng độc, bị thiệu tiên sinh nhốt lại trong phòng, e là đã có kẻ mang ý đồ xấu rêu rao ra ngoài từ lâu rồi. Đường lệ tự nhìn chỉ vân không chớp mắt. Hỏa vân chạy một lòng trung thành với chỉ vân, nghe nói trại chủ bị thương lại còn bị giam giữ, bèn dốc hết lực lượng đánh lên đây cũng không có gì lạ. Dư phụ nhân chậm rãi thở ra một hơi. Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy cứ mời ba đường chủ của Hỏa vân chạy vào nói chuyện với chỉ vân, thì hiểu lầm sẽ được hóa giải đường lệ từ khẽ mỉm cười nếu mọi chuyện đi theo hướng này đương nhiên là tốt nhất câu này nói ra vô cùng hờ hững ánh mắt vẫn không rời khỏi chỉ vân dư phụ nhân quay lại nhìn luồng khí đen giữa ấn đường hắn ngày càng đậm bầu không khí trong nhà lại thoang thoảng một thứ mùi kỳ lạ không phân biệt nổi là ngọt ngào hay hôi thối một dòng máu đen bầm chậm rãi trào ra từ khóe miệng hắn gương mặt vốn anh tuấn giờ lại thấp thoáng nét quỷ dị khó lường ngươi ở lại trông chừng hắn." Đường Lệ từ nói, "Hắn đang ép độc, mùi trong gian nhà này dẫn dụ ngũ độc tương tàn, sẽ hơi nguy hiểm. Đừng để hắn bị những độc trùng kia ảnh hưởng, rối loạn chân khí." Dư phụ nhân gật đầu, dù hắn ủ không biết chỉ Vân dùng cách gì để tự ép độc ra, nhưng xem tình hình này cũng hiểu không nên quấy rầy hắn. Một khi rối loạn chân khí thì khí độc nhất định sẽ đi chạy, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đường Lệ từ xoay người rời đi một luồng gió lạnh thổi tới tà áo xám của y bay bay lộ ra dáng người cân đối đẹp đẽ dư phụ nhân liếc nhìn y nhớ lại cảnh mình đâm y một kiếm lại thoáng ngẩn ngơ chấn động trên mặt đất dần dần nhẹ đi chẳng bao lâu sau đã tan biến không còn vết tích đường lệ từ đi qua vườn hoa cô gái áo đảo bay bay trong trúc đình vẫn còn đứng đó ôm chiếc áo bông màu tím mỉm cười yêu kiều với y đường lệ từ dừng lại bình tĩnh hỏi Ngươi gửi thư cho Hòa Vân Trái. Tây Phương Đào Duyên dáng cười. Đúng rồi. Đường lệ từ bỗng ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt cứ như muốn giết người, gần từng chữ một. Ngươi nói gì với Hòa Vân Trái? Chẳng nói gì cả. Tây Phương Đào chợt thấy ánh mắt y tựa như mắt quỷ thì cũng hơi sợ hãi, vỗ vỗ ngực, khoe miệng cong lên, mỉm cười vui vẻ. Ta chỉ nói chỉ Vân sắp chết thôi. Ánh mắt đường lệ từ lạnh lẽo sâu thăm thẳm, nhưng trong nét lạnh lùng sâu thẳm ấy lại ẩn chứa ánh sáng chói chang lóa mắt. Chỉ Vân sắp chết là do ta hại. Tây Phương Đào chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên, thần thái yêu kiều xinh đẹp, khẽ mỉm cười. Lẽ nào không phải, ta đâu có lừa ai, hắn sắp chết chính là do ngươi hại. Nàng nhìn vào mắt Đường Lệ Tư, nếu ngươi không để cho hắn một mình đi tìm người, thì hắn làm sao rơi vào tình cảnh này? Lẽ nào không phải vì ngươi cân nhắc không chu đáo, vì ngươi coi thường ta, vì ngươi chỉ lo chuyện riêng của mình mà bỏ mặc sống chết của hắn, vì ngươi cảm thấy mạng liễu nhãn quan trọng hơn mạng hắn, vì ngươi chỉ coi hắn như một con chó nên mới ra nông nỗi này sao? Đúng là nói đến mức móc gan, móc ruột. Đường Lệ từ phất tay áo xoay người, bóng lưng vẫn đẹp như cũ. Cứ coi như ta vốn thật sự chỉ coi hắn như con chó đấy thì làm sao? Y âm trầm hỏi. Chẳng lẽ không được à? Tây Phương đào ngẩn ra, rồi bật cười ha ha. Làm sao mà được chứ? ngồi lên ghế khách cao quý nhất của bạch đạo Giang Hồ, nói ra những lời này chẳng phải sẽ khiến các anh hùng hào hán giúp người bình định thiên hạ, hàng yêu trừ ma khinh bỉ chê cười sao? Chẳng khiến người trong thiên hạ ngưỡng mộ đường lệ từ cảm thấy thất vọng đau lòng sao? Đường lệ từ nghiêng mặt nhìn sang, tà khí uy nghiêm còn chưa tan hết, bên môi đã treo một nụ cười dịu dàng. Cho dù ta coi hắn là con chó, hắn còn chưa bận tâm, người đã muốn thay ai khinh bỉ cười chê, thay ai thất vọng đau lòng thay ai bất bình tức giận chứ? Y ung dung xoay người, mỉm cười với Tây Phương Đào. Đào cô nương, thứ cho tài hạ có việc phải đi trước, mời. Nói đến đây Y thong thả rời đi, bước chân bình thản, thái độ ôn hòa nho nhã, không hề tỏ ra tức giận. Xem ra vị công tử này dù trọng tình trọng nghĩa, nhưng lòng dạ quả là vô cùng ác độc. Tây Phương Đào cười nhạt, nụ cười vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần chọc ngoáy vài câu, thì dù y dấu kỹ đến đâu cũng sẽ có người phát hiện ra tính cách âm hiểm ác độc bẩm sinh này. Mà chỉ cần có người không tin vào đường lệ từ, có người không phục thì nàng sẽ có cơ hội. Ngoài cửa, con đường núi bụi đất tung bay mịt mù, tuy núi hảo vân sương mù dày đặc, nhưng vẫn không che hết cả một trời đất vàng cát đá. Có mấy gốc cây ẩm ẩm đổ xuống, cành lá lay động, chắc là tán cây tươi tốt cản đường những người kia nên bị họ vung đao chém gãy. Đường lệ từ dẫn theo mấy chục đệ tử kiếm hội ra mở cửa, trước mặt là một đoàn người áo đỏ, đầu tóc quần áo gọn gàng đang phi ngựa tới. Những con ngựa đang phi nước đại kia đều là ngựa đen vó trắng vô cùng oai phong dũng mãnh. Hơn một trăm con tuấn mã đồng loạt lao tới tạo ra tiếng vó kinh thiên động địa, giống như trời sập xuống, mang theo khí thế khiếp người. Giáng vân phách hồng vũ mai hãn hồn, di ngã độc tôn. Bỗng nhiên mấy trăm người này cùng nhau hô vang, trong nháy mắt hơi nước tản ra, trời đất chấn động. Đệ tử kiếm hội hoàng sợ nhìn nhau, cảm thấy lồng ngực bí bách, trời đất quay cuồng, trái tim bị ép đến không thở nổi, ý chí chiến đấu tiêu tan đi hết. Trong đoàn ngựa đen chạy lên núi có một người dẫn đầu khí thế bừng bừng, khi ngựa phi đến trước cửa thì đè cổ tay tung người xuống ngựa, áo bào sạch sẽ, vẻ mặt điềm tĩnh đường đường là kiếm hội trung nguyên, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ có loại không dám gặp người khác mới thích trốn chui trốn lùi ở cái chỗ heo hút này. Giữa đoàn người có ai đó âm u nói. Lão nhị, bảo tên tiểu tử đứng trước cửa đưa trại chủ ra đây, chúng ta đưa người đi luôn. Bằng không hơn 200 người sẽ cùng xông vào, quét sạch sành xanh cái kiếm hội trung nguyên gì gì đó, rồi phóng hỏa thành đất bằng luôn. Các vị chính là hào kiệt núi Mai Hoa, quả nhiên anh Tuấn Hiên Ngang, khác hẳn người thường. Đường lệ từ mỉm cười nâng tay lên. Nếu các vị đến đây chỉ vì chỉ vân, thì đường mỗ tuyệt đối không ngăn cản. Chẳng qua chỉ vân còn đang trị thương, không tiện gặp khách. Những đệ tử kiếm hội vốn đang hoảng sợ, nghe được mấy câu này đều thở phào nhẹ nhóm. Lại nghe có người ôn hòa văn nhã đáp lại. Nghe nói kiếm hội trung nguyên giam giữ trại chủ của ta vì sắp huyết quỷ tinh trung, mà chủ mưu trong chuyện này chính là đường lệ từ nhà ngươi, không biết đúng hay sai người này giọng điệu văn nhã nhưng lại ẩn chứa vẻ ác nghiệt, nói ra câu này dù là hỏi nhưng hiển nhiên đã áp đặt thiên kiến rồi. chuyện này trong tay đường mỗ có không biết bao nhiêu vàng bạc châu báu quý giá hơn sáp huyết quỷ tinh trung. tay áo đường lệ từ nâng lên vốn để chào khách lại chậm rãi thu về sau lưng. hành hạ chỉ vân để giành lấy sáp huyết quỷ tinh trung, nếu vật này có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ trường sinh bất tử thì có lẽ ta sẽ cân nhắc đấy. Người ăn nói văn nhã kia chính là các chủ vọng nhật các. Tiêu sái kỳ lân. Hiên viên long, nghe y nói vậy, hắn thoáng ngẩn người, hai hàng lông mày khẽ giật. Lẽ nào trại chủ thật sự không hề bị thiệu diên bình giam trong phòng, mất đi tự do? Lẽ nào hắn lao vào trốn dầu sôi lửa bỏng không phải để giúp ngươi, thế mà ngươi lại để cho hắn một thân một mình rơi vào trùng vây, sau đó bị thương nặng? Trại chủ của ta nhớ tình xưa nghĩa cũ với ngươi, lẽ nào ngươi lại báo đáp hắn như vậy sao? Ta không tin lại có người vô tình đến thế, Sáp huyết quỷ tinh trung chính là một lý do hoàn hảo. Nếu người đủ kiên nhẫn thì hãy chờ Trì Vân tỉnh lại, sau đó đích thân hỏi hắn xem có phải ta cố ý đẩy hắn vào trùng vây, sau đó nhân lúc hắn gặp nguy hiểm mà giam hắn lại, giành lấy Sáp huyết quỷ tinh trung. Khóe môi Đường Lệ từ cong lên, nhưng không phải đang cười, chẳng qua là vẽ ra một vệt đỏ thắm lạnh lẽo âm trầm. Chẳng qua bây giờ hắn đang nghỉ ngơi, không nên quấy rầy nếu hiên viên tiên sinh không chê thì có chịu vào trong viện, để kiếm hội trung nguyên dân lên tiên sinh một chén trà. Đối mặt với thiết kỵ núi mai hoa đằng đằng sát khí, y vẫn cư xử ung dung, khiến đệ tử kiếm hội đằng sau không khỏi sinh lòng kính nể với y. Thầm nghĩ vị đường công tử này quả nhiên kiến thức phi phàm, lâm nguy không loạn. Hiên viên Long quay lại nhìn ân đông xuyên, ân đông xuyên lãnh có vẻ lãnh đạm, chậm rãi gật đầu, thế là hiên viên Long cũng thản nhiên nói. Nếu trại chủ đang ở trong đó nghỉ ngơi thì chúng ta cũng không tiện quấy giày, cứ đợi đến khi hắn tỉnh lại. Ẩn ý trong câu này dĩ nhiên là, nếu chỉ vân tỉnh lại mà có nửa câu phàn nàn về đường lệ từ thôi, thì 200 thiết kỵ của hỏa vân trại sẽ đạp bằng kiếm hội trung nguyên ngay lập tức. Mời các vị đi bên này. Đường lệ từ đưa tay lên mời, dẫn đường cho họ mà không hề đề phòng phía sau lưng. Mọi người đang cưỡi trên lưng ngựa cùng nhau xuống ngựa, tư thế xuống ngựa lưu loát tiêu sái giống hệt nhau, hiển nhiên đã qua rèn luyện, hỏa vân trại có thể nói là huấn luyện nghiêm trình. Gần 200 người ngồi xuống ngay tại chỗ, ba người hiên viên long, ân đông xuyên và kim thu phủ theo sau đường lệ từ đi về phía phòng khách của thiện phong đường. Núi Hảo Vân nằm ở nơi ẩm ướt, càng vào tu càng khiến con người ta lạnh bốt toàn thân. Trong lòng kim thu phủ âm thầm kinh ngạc, chỗ này rêu xanh mọc khắp nơi, dễ sinh chứng khí, nào có tốt đẹp như núi mai hoa non xanh nước biếc mọc đầy hoa thơm trái ngọt đường đường là kiếm hội trung nguyên lại dừng chân ở chốn này đúng là có cái nhìn khác biệt sở thích lạ lùng hiên viên long và ân đông xuyên lại âm thầm quan sát các khúc cua và góc tường có mai phục không nhưng đi được vài chục bước chợt nghe phía tây vang lên một tiếng dầm lớn mấy người đều thoáng ngơ ngẩn đó là tiếng trưởng phong giao kích đường lệ từ nhíu mày bóng áo xám lướt qua rồi biến mất lao thẳng về phía tây ba người hiên viên long cũng không hẹn mà cùng đuổi theo xuyên qua mấy căn viện nhỏ lại thấy một bóng đen nhảy ra ngoài tường có người từ trong nhà đuổi ra như bóng với hình giơ tay lên quát to để lộ một vầng sáng trắng uy phong lẫm liệt chạy đi đâu trải chủ kim tu phủ bột miệng hô lên hiên viên long và ân đông xuyên cũng kích động ra mặt ba người cùng quỳ một chân xuống đồng thanh nói anh em hỏa vân chạy cung thỉnh trại chủ trở về trại. Người vừa lao từ trong nhà ra thoáng ngơ ngác, ngạc nhiên nói. Các người đến nhanh thế, đứng lên hết cho lão tử. Giọng điệu và dáng vẻ này, hiển nhiên chính là chỉ vân. Trại chủ. Kim thu phủ chen lên, cảm xúc dâng trào. Má nhà nó chứ, có người gửi thư đến trại chúng ta bảo trại chủ bị đường lệ từ hám hại trọng thương, còn bị thiệu diên bình nhốt lại ba người chúng ta bàn bạc một hồi rồi lập tức lùa quân xuống phương Nam cứu người, may mà trại chủ bình an vô sự. Tính tình hắn ngay thẳng, nói một hồi nước mắt đã giàn rùa, xúc động vô cùng. Hiền viên Long lại suy nghĩ sâu xa hơn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Trại chủ bình an, mọi người đương nhiên yên tâm, nhưng kẻ vừa rồi rốt cuộc là ai? Trong kiếm hội Trung Nguyên sao lại có người lẻn vào? Chỉ Vân nghe vậy thì quay sang nhìn đường lệ từ, chỉ về phía Tây sắc mặt căng thẳng. Không nằm ngoài dự đoán của ngươi, hòa vân chạy vừa tìm đến cửa thì đã có kẻ bịt mặt xông vào ám sát ta. Cũng may ngươi để tiểu tử họ dư lại trong phòng canh giữ, lão tử hợp lực với tiểu tử họ dư kia đỡ được một đòn của hắn, giờ hắn chạy mất rồi. đường lệ từ cười khẽ. quả nhiên hắn không nhịn nổi mà. chỉ tiếc thành đại hiệp lại bị điều hổ ly sơn, bằng không ba người phục kích nhất định tóm được kẻ kia. chỉ vân bật cười ha ha vươn đầu lưỡi ra liếm đôi môi khô khốc. Trong khoảng thời gian ngắn, muốn giết lão tử nào có dễ dàng đến thế? Hiền viên Long càng nghe càng thấy lạ, xem tình hình này thì hiển nhiên chỉ vân không bị đường lễ từ hãm hại, mà là có kẻ khác. Kẻ vừa rồi, kẻ vừa rồi là thằng khốn nạn tính toán hãm hại lão tử đây, tìm một đám bịt mặt võ công cực cao bao vây lão tử, đánh lão tử trọng thương, ban nãy còn muốn giết lão tử diệt khẩu để giá hòa cho đường lệ từ. Chỉ Vân lạnh lùng nói. Hắn nhân lúc lão tử trọng thương, gửi thư cho các ngươi kể lẻ lão tử bị thiệu diên bình nhốt lại, dù các ngươi dẫn quân đến cứu. Sau đó lại muốn giết lão tử trước khi gặp được các ngươi, giá họa cho hồ ly tóc trắng. Vậy là một mũi tên chúng hai đích, hỏa vân trải với kiếm hội trung nguyên sống mái với nhau, lưỡng bại câu thương, hắn mồi yên làm ngư ông đắc lợi. Nhưng hắn không biết lão tử với hồ ly tóc trắng đã sớm đoán ra chiều này. Hôm nay lão tử không ngồi thiền mà chỉ giả vờ thôi. Hồ ly tóc trắng để dư phụ nhân ở lại bảo vệ ta, cao thủ trên đời có cao siêu đến đâu cũng chẳng thể đánh bại Trì Vân và dư phụ nhân liên thủ trong khoảng thời gian các ngươi đi qua mấy cái hành lang được, nên hắn không lấy được mạng lão tử. Chỉ tiếc là tuy dụ được hắn xuất hiện, cho các ngươi tận mắt chứng kiến một màn kịch hay, nhưng không thể tóm cổ hắn, vạch trần bộ mặt thật của hắn. Chỉ cần trại Trù Bình An vô sự đã là may mắn của Hỏa Vân trại rồi. Hiền viên Long âm thầm cảm thấy kinh hãi, nghe chỉ vân nói thế thì rõ ràng bọn họ đang đối đầu với một cao thù quỷ quyệt tâm cơ thâm sâu khó lường. Võ công chỉ vân thế nào hắn rõ như lòng bàn tay, với bản lĩnh của chỉ vân, lại còn phải liên thủ với người khác mới đỡ được một đòn, suy ra võ công của kẻ này cao đến khó lòng tưởng tượng. Hắn rốt cuộc là ai? Nhất. Chỉ vân không nghĩ ngợi gì cả, suýt nữa đã thốt ra bốn chữ. Nhất đào tam sắc chấm, nhưng hắn chợt nhớ ra mình đã thề thốt với đường lệ từ, nếu lộ ra nửa chữ thôi sẽ phải giao hết gia sản ở núi Mai Hoa, bao gồm cả sáp huyết quỷ tinh chung cho đường lệ từ. Chuyện này nhất định không thể, lời ra đến miệng đành quẹo lại. Nhất định là một tên ma đầu chỉ biết đánh lén người khác sau lưng. Dư phụ nhân chậm chậm bước ra khỏi phòng, vừa rồi có kẻ bất ngờ xông vào, ra một đòn rất nặng với chỉ vân, không ngờ chỉ vân lại bật dậy đối trưởng với tên kia. Ngay cả hắn cũng giật nảy mình, vội vàng rút kiếm ra tương trợ. Giờ Thanh Lạc đã trở về bao, gan bàn tay chảy máu, chiêu vừa rồi hắn cũng dốc hết toàn lực. Đoàn người chậm chậm đi về phòng khách, trong đình viện đằng xa có bóng người lấp ló, một người đứng đó nhìn theo lưng mọi người. Trên quãng đường dẫn đến phòng khách dần dần có những kiến mon men bò đến, rồi lại thêm hai con rết nhỏ bò theo hướng đi của mọi người, bò chưa được bao lâu thì từ từ chết cứng giữa đường gió thổi vi vu, xác con rết chết cứng nhẹ bẫng, bị gió thổi sang một bên. Hai con kiến chết trên đường nhỏ xíu như màu bụi hạt cát, cũng không làm người ta chú ý. Ba người của Hòa Vân trại đi theo chỉ vân bước vào khách đường của kiếm hội Trung Nguyên, mỗi người ngồi một ghế. Đường lệ từ bảo đệ từ kiếm hội đi pha trà, chỉ vân đứng trong sảnh chắp tay không ngồi. Ánh mắt đường lệ từ dừng lại trên người chỉ vân, dường như đang quan sát tỉ mỉ từng hành động của hắn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn nhã như mọi khi mấy ngày trước trong trận đại chiến trên núi hảo vân các vị cũng biết có chuyện bất ngờ xảy ra chủ nhân phong lưu điếm là liễu nhãn bị thẩm lang hồn cướp đi dẫn đến kiếm hội trung nguyên đánh một trận công cốt với phong lưu điếm hôm ấy binh hoang mã loạn liễu nhãn đột ngột bị cướp đi ta nhất thời sốt ruột mới bảo chỉ vân đuổi theo kết quả lại khiến hắn một thân một mình rơi vào tay địch đây đúng là sai lầm lớn của đường mỗ cũng may chỉ vân võ công tài trí hơn người, dù rơi vào tay địch nhưng vẫn mang vết thương đột phá vòng vây. Mấy ngày nay hắn ở lại kiếm hội trị thương, không biết ai truyền ra tin tức sai lệch, khiến các vị hiểu lầm vậy. Y nói chuyện nửa chừng, cũng không nói thật, nhẹ nhàng bỏ qua hết những điểm quan trọng, nhưng giọng nói lại ung dung chân thành, không hề có vẻ miến cưỡng gượng gạo. Hiền viên Long vẫn âm thầm nghi hoặc, lấy trong ngực áo ra một phong thư có người dùng danh nghĩa của kiếm hội Trung Nguyên viết thư cho Hỏa Vân Trại, trong thư nói trại chủ chúng kỳ độc. Hắn còn chưa nói xong, chỉ Vân đã nổi điên. Con rùa nào nói lão tử chúng độc, lão tử tung hoành giang hồ đến nay còn chưa thua trận lần nào, làm sao mà chúng độc được. Hiền viên Long ngẩn ra, hắn đương nhiên hiểu rõ tinh khí chỉ Vân nóng vội hấp tấp, nhưng chỉ một câu chúng độc đã khiến hắn kích động thế kia thì đúng là bất ngờ. Việc này hắn không tiện nói thêm gì nữa, cầm phong thư trầm ngâm dây lát rồi chậm rãi đưa cho đường lệ tư. Nếu không có ý tốt báo tin tức là có ý đồ đâm thọt. Đường lệ từ mở phong thư, rút lá thư ra, bút tích trong thư tiêu sái tự nhiên, nét bút phóng khoáng đẹp đẽ tròn trịa, có thể nhìn ra người hạ những nét bút này văn chương đầy bụng, kẻ vũ phu tầm thường tuyệt đối không thể viết ra được. Trên đó chỉ lác đác mấy dòng chữ, y nhìn rất lâu rồi khẽ mỉm cười. Chuyện chúng độc. Y còn chưa nói xong, chỉ Vân đã đập bàn đánh. Dầm. Một cái, nổi giận đùng đùng. Lão tử chúng độc hồi nào? Nụ cười trên mặt đường lệ từ không hề thay đổi, giống như một chiếc mặt nạ bằng sứ luôn mỉm cười vậy. Chính vì nó cứng đờ không đổi nên càng lộ rõ vẻ mê hoặc đang ẩn giấu. Ngươi đúng là đã trúng ít độc, nhưng cũng sắp giải xong rồi, chỉ cần uống hai lượt thuốc nữa thôi. Hờ. Chỉ Vân vẫn chưa hết giận, trước mặt ba người hiên viên long, hắn miên cưỡng kiềm chế chính mình, nhưng hiển nhiên là trăm ngàn lần không thừa nhận. Hiên viên long và ân đông xuyên đưa mắt ra hiệu cho nhau, trong lòng đều cảm giác thấy chuyện này có gì đó sai sai, sao chỉ vân lại nóng này thế? Đường lệ từ lại dịu dàng nói. Ngươi chỉ cần bồi bổ dưỡng thương thêm hai ba ngày, uống hai lượt thuốc nữa thôi. Sao ta không nhớ mình trúng độc? Nghe đường lệ từ khăng khăng bảo hắn uống thuốc, chỉ vân cảm thấy bực bội cáu kỉnh, máu nóng sôi sùng sục muốn bốc lên đầu. Hai người lừa ta chuyện gì? Hắn vốn không muốn kích động như thế, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không kiềm chế được bản thân, trái tim đập loạn, lòng bàn tay nóng cháy, dường như nếu không làm chuyện gì đó để phát tiết thì cả người sẽ bất rứt khó chịu. Đường lệ từ nhìn hắn chằm chằm. Khi người ngất đi đã bị độc trùng cắn một cái, tự mình không nhận ra còn chờ người khác nói cho à. Chỉ vân ngẩn ra, vận khí toàn thân, cảm giác nửa đúng nửa sai, không thể nói là trúng độc, nhưng cũng có gì đó khác thường. Độc trùng gì cắn ta? Đường lệ từ chỉ tay ra ngoài, ngón tay y thon dài trắng như tuyết, vô cùng đẹp đẽ. Con dết. Chỉ vân không nghĩ ngợi gì, bổ thẳng một trường ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng. Dầm, bên ngoài bụi mù đất cát, mấy chậu hoa vỡ tan, bay xa hơn một trường, một con rết đang bò lồm ngồm trong chậu hoa bị trường này của hắn đánh chết. Đường lệ từ chậm chậm thu tay về, ánh mắt xoay chuyển, đáy mắt ẩn chứa ý cười mơ hồ khó nhận ra. Trong mắt ân đông xuyên lóe lên một tia sáng, lòng nảy sinh nghi hoặc. Chỉ vân cư sự khác lạ, đường lệ từ tỏ thái độ mập mờ, rốt cuộc mấy hôm trước đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc nội dung bức thư này và chân tướng mà đường lệ từ nói, cái nào là thật? Cái nào là giả? Quay sang bên cạnh, hiên viên long cũng đang cau mày, hiển nhiên trong lòng cũng hoài nghi sau khi tung trường dế, tê chết con dết kia, cảm giác sôi trào bức bối trong lòng chỉ vân bỗng dịu lại khác thường. Hắn thở ra một hơi thật dài, cả người toát ra nét mệt mỏi giá rời. Chỉ vân, đường lệ từ bưng chén trà xanh mà đệ tử kiếm hội dâng lên, uống một ngụm nhỏ. Vết thương của ngươi chưa lành, về phòng nghỉ ngơi đi. Chỉ vân lại hư một tiếng, lâu ngày mới gặp lại ba vị các chủ, hắn vốn không định đi. Nhưng đúng là toàn thân mệt mỏi dã rời. Còn đang do dự thì hiên viên long đứng lên nói. Trại chủ chưa lành vết thương, vẫn nên tĩnh tọa nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu cần bảo vệ, hỏa vân trại quyết không thoái thác. Tay áo bảo của hắn vung lên, phóng một viên pháo hiệu lên trời. Bên ngoài đồng loạt hô lên như rời non lấp bể, tiếng bước chân rền vang. Năm mươi huynh đệ hỏa vân trại xếp hàng chạy vào, hiên viên long bình thản căn dặn. Các vị hộ tống trại chủ vào phòng nghỉ ngơi, bất cứ ai đến gần cửa phòng trong vòng ba thước, dế, tê chết không cần luận tội. Các anh em hòa vân trại đồng thanh đáp. Được, khí thế kinh người. Trong vòng vây của mọi người, chỉ Vân trở về phòng nghỉ ngơi. Đường lệ từ bưng chén trà bình tĩnh nhìn theo, không hề ngăn cản. Hiên viên long đứng lên rồi cũng không ngồi xuống nữa, quay người lại lạnh lùng nhìn đường lệ từ. Rốt cuộc tình hình trại chủ chúng độc thế nào? độc thương có nghiêm trọng không? Hắn gọi người của Hỏa Vân chạy vào, cho thấy hắn không tin tưởng kiếm hội Trung Nguyên. Đường lệ từ nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Y ngừng lại một chút, dường như mới nghe được câu hỏi của hiên viên Long. Độc thương, không nặng. Ánh mắt Y vẫn dõi theo hướng chỉ vân vừa đi, thần sắc biến đổi liên tục, giống như có ngàn vạn lo âu. Đường công tử nổi danh khắp thiên hạ là mưu trí vô song. Hiên viên Long lạnh lùng nhìn y. Danh tiếng quá lẫy lừng, khiến cho hiên viên Long không thể không nghi ngờ những lời đường công tử nói ra. Độc thương thật sự không nặng sao? Ban nãy chạy chủ nóng này như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Đường lệ từ nhíu mày, đặt chén trà xuống. Nếu các vị hòa vân trại chịu để cho hắn nghỉ ngơi yên ổn, không tra hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì hoặc kích, hát thích tâm trí hắn, thì độc thương sẽ không nặng. Ân xuyên lạnh lùng nói. Nói thế nghĩa là thương tích của trại chủ quả nhiên không thể xem thường, những lời ngươi vừa nói tin được mấy phần. Đường lệ từ nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên. Mười phần. Ân xuyên giận quá hóa cười, vỗ bàn. Ha ha ha, đường công tử nói chuyện đúng là khiến người ta bội phục. Không biết trong những lời ngươi vừa nói ban nãy, có câu nào nhắc đến độc thương của trại chủ? Đường lệ từ thản nhiên đáp. Ta nghĩ quan trọng nhất vẫn là chỉ vân bình an vô sự ta cũng không ép giết hắn giam giữ hắn để giành lấy sáp huyết quỷ tinh trung, lẽ nào điểm này còn chưa đủ. Lẽ nào vẫn không đủ cho ngươi nghi ngờ dụng ý của bức thư này, không đủ để ngươi tin tưởng kiếm hội Trung Nguyên. Nghe những lời này, ân Đông Xuyên và Hiên Viên Long đều ngẩn ra, Kim Thu Phủ bật cười ha ha. Đường công tử nói rất đúng, ít nhất có lão Kim ta đây không nghi ngờ kiếm hội. Mọi người cùng uống trà, uống trà nào. Hàng mi dài nơi khóe mắt đường lệ từ hơi nhớn lên, nhưng y vẫn không mở mắt cứ thế ngồi tĩnh tỏa ân nương xuyên và hiên viên long đưa mắt nhìn nhau bầu không khí trong phòng khách nhất thời chìm vào yên lặng càng im ắng lâu uy thế của đường lệ từ lại càng tăng lên chỉ trong chốc lát mà đường đường ba vị các chủ của hòa vân trại đều bắt đầu bồn chồn bất an giữa bầu không khí yên tĩnh vi diệu này dư phụ nhân mở lời ta đi xem tình hình chỉ vân thế nào rồi đường lệ từ mở mắt khẽ cười Đi đi. Sau nụ cười này, cục diện lập tức thay đổi. Hiên Viên Long âm thầm thở hắt ra một hơi, bình sinh đối địch với vô số người, nói chém là chém nói giết là giết, nhưng đối mặt với Đường Lệ Từ đang nhắm mắt im lặng, hắn lại cảm nhận được áp lực mãnh liệt mà đời hắn chưa gặp bao giờ. Dư phụ nhân đã xoay người bước ra ngoài, Đường Lệ Từ cũng đứng lên, chắp tay sau lưng, mái tóc bạch kim bay bay theo gió về phía sau. Ba vị từ xa vất vả tới đây xin mời đến phòng khách nghỉ ngơi. Ta còn có chuyện quan trọng, xin thứ lỗi không tiếp chuyện được. Đường công tử cứ đi. Hiên viên Long thuận miệng đáp, trong lòng tính toán vừa hay nhân cơ hội này kiểm tra địa hình khắp kiếm hội Trung Nguyên, nếu nhất định phải đánh một trận thì còn có chuẩn bị. Đường lệ từ đi được mấy bước, không quay đầu lại mà nhẹ nhàng nói. Chỉ vân trọng thương mới khỏi, thần chí còn chưa vững. Nếu các vị muốn tốt cho hắn, xin hãy kiềm chế tình cảm huynh đệ, chớ quấy giày hắn. Nói rồi chậm rãi bước đi. Nhìn sắc mặt đường lệ từ, chỉ e độc thương của trại chủ không phải chuyện đùa đâu. Ân xuyên trầm ngâm. Vừa rồi trại chủ nói năng kỳ lạ, giống như tinh thần bị kích động, không kiềm chế được, chẳng lẽ đây là triệu chứng của độc thương. Kim tu phủ hắng giọng Có điều ta cảm thấy đường lệ từ quan tâm trại chủ lắm, không giống giả vờ đâu. Hiền viên Long nói. Đường lệ từ tâm kế hơn người, nhất định giỏi giả vờ, vẫn không thể không đề phòng. Đường lệ từ rời khỏi khách đường, trở về phòng mình. Tinh quỷ cửu tâm hoàn trên người chỉ vân đã tạm thời lắng xuống, nhưng độc cổ chu lại phát tác. Dù có huyết thanh của y áp chế nhưng lượng huyết thanh ít ỏi, chưa giải hết độc. Một khi độc cổ chu phát tác lần nữa, nhìn tình hình trước mắt, xem ra sẽ là một trận gió tanh mưa móng. Nhưng muốn tự chế huyết thanh cần đến vài canh giờ. Cho dù y mưu tính thiên biến vạn hóa thì chuyện này vẫn không tài nào tính được, chỉ còn cách đánh cược một lần. Vén cổ tay áo bên trái lên, vết thương trên cổ tay đêm qua đã đóng một tầng vảy mỏng. Y nhấc ly thủy tinh đặt trên bàn, năm ngón tay trái nắm chặt lại, vết thương nơi cổ tay bục ra, máu tươi lại nhỏ từng giọt vào trong ly, chẳng bao lâu sau đã đầy một ly đỏ sẫm. Y vẫn ngồi một mình yên lặng chờ đợi, tay cầm ly thủy tinh. Chờ huyết dịch của mình nguội đi rồi lắng đọng lại, sau đó lấy chất lỏng trong suốt nổi lên trên dung lắc tạo thành thuyết thanh. Cả quá trình mất máu tốn sức, hao tâm tổn trí nhưng không một ai hay. Khóe môi đường lệ từ khẽ cong, y bưng ly thủy tinh lên nghiêng nhề. Đôi môi đỏ của y chạm vào vành ly, đầu lưỡi hồng hào khẽ động đẩy, dường như muốn nếm thử máu tươi trong ly. Nhưng đầu lưỡi mềm mại ấm nóng sắp chạm vào huyết dịch thì dừng đổi thành một hơi thở nóng bỏng toát ra từ tận đáy lòng, dường như khiến toàn thân y nguội lạnh trong nháy mắt. Cho dù chế được huyết thanh, phải làm sao để chỉ vân an phận thủ thường tiếp nhận chất lòng cứu mạng này vẫn là một vấn đề nan dài. Đường lệ từ đợi cho huyết dịch ngưng động lại thanh từng tầng, bên ngoài ánh mặt trời vừa ló dạng, cành lá xào sạc, cảnh sắc mùa thu đẹp đẽ biết bao. Chỉ vân được một đám anh em vây quanh hộ tống về phòng nghỉ ngơi ngày thường hắn đương nhiên không để tâm, nhưng hôm nay nhìn xung quanh vây kín toàn người là người, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Hắn miên cưỡng về đến phòng, tự mở cửa đi vào rồi lên giường nằm phịch xuống, mặc kệ đám người bên ngoài. Cũng may người ở Hòa Vân trại xưa nay vẫn kính trọng hắn, nhẹ nhàng khép cửa phòng hắn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một bóng người xinh đẹp đứng cách gian phòng của chỉ vân không xa, áo đảo tú nhã như tranh. Quỳnh đệ hỏa vân trải thấy giai nhân tuyệt sắc như vậy đều nhao nhao lên chiêu ghẹo tây phương đào mỉm cười duyên dáng nghĩ ngợi hồi lâu đám đàn ông lỗ mãng này vây quanh phòng của chỉ vân không dễ gì mà xông vào được có khi đã không vào được lại còn vô cớ bị người ta sàm sỡ nàng nghĩ ngợi một hồi lại xoay người rời đi chỉ vân chúng độc rất sâu cho dù không có thêm kích hát thích từ nàng độc cổ chu vẫn sẽ phát tác không cần nàng phải bận tâm cây nàng phải lưu ý là kẻ chưa bao giờ bị nàng thao túng đường lệ từ không thể để vị công tử khó chơi này tìm ra cách giải độc vậy thì thua thiệt ở trà hoa lao quả là lãng phí tây phương đảo vừa lưỡng tưởng rời đi thì dư phụ nhân đã chậm chậm bước tới kim thu phủ lại đuổi theo ngay đằng sau tình cảm giữa hắn và chỉ vân rất tốt ngày thường uống rượu đánh bạc đều là một cặp huynh đệ gắn bó vậy mà hôm nay xa cách lâu ngày mới gặp được nhau chỉ Vân lại chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cũng không nói được câu nào thân thiết, khiến cho trong lòng Kim Thu Phủ tràn đầy cảm giác khó tả. Nếu dư phụ nhân muốn đi thăm người thì hắn quả thực không nhịn nổi, nhất định phải đi chất vấn một phen. Dẫu trại chủ là ông trời trên đầu hắn, nhưng dù là ông trời cũng phải hiểu nghĩa khí chứ, nếu không thì còn huynh đệ nỗi gì. Chỉ Vân nằm trên giường trằn trọc, cả người hắn mệt ngoài nhưng không tài nào ngủ nổi. Lòng nóng như lửa đốt, đốt cho hắn đứng ngồi không yên, gần như muốn nổi điên. Nhưng rốt cuộc sao lại phiền não như vậy thì hắn không hiểu nổi, lăn qua lộn lại trên giường một lúc lâu, chợt nhớ tới một người. Một cô gái cao gầy mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp nhưng lòng dạ độc ác, yêu quyền thế. Bạch Tố Sa, vợ chưa cưới của hắn, là đại tướng dưới trướng Phong Lưu Điếm. Chỉ Vân nhìn lụa trắng trên giường lại nhớ đến Bạch Tố Sa tâm tình bỗng trở nên vô cùng bình tĩnh. Đối với người con gái này, hắn gần như không thể gọi là quen biết. Trước khi Bạch Ngọc Minh muốn gả con gái cho hắn, hắn thậm chí còn chưa từng để ý Bạch Ngọc Minh còn có một người con gái. Lần đầu tiên chú ý đến sự tồn tại của cô gái này cũng là lúc nghe tin nàng đào hôn. Má nó chứ, hắn thật sự không hiểu nổi, đường đường nam nhi như hắn, có gia nghiệp lớn như núi mai hoa, tướng mạo cũng đâu có kém, võ công lại cao cường. Muốn cưới cô nào chẳng được. Tại sao nàng muốn đào hôn? Lẽ nào lão tử không xứng với nàng? Đây là nỗi uất ức, là nỗi nhục nhã lớn trong đời người, dù sao đi nữa cũng phải làm cho ra nhẽ. Vậy nên hắn đi khắp giang hồ tìm Bạch Tố xa thậm chí còn thề nhất định phải giết nữ nhân bôi cho chát chấu lên mặt mình. Lần đầu tiên nhìn rõ gương mặt người con gái này đã là trong trận chiến giữa Bích Lạc cung và Phong Liêu Điếm trên Thanh Sơn Nhai. Trên đỉnh núi băng tuyết cao trăm trưởng, gió lạnh buốt giá như đao, hắn kéo khăn che mặt của một nữ nhân. Người con gái ấy có làn da như bạch ngọc, mắt như chim phượng, gương mặt thanh tú, chính là hình mẫu mà hắn thích. Nàng có dáng vẻ yếu đuối mảnh mai cần người khác bảo vệ, là hình mẫu từ nhỏ hắn đã thích, con gái thì nên có dáng vẻ như vậy. Nhưng nàng lại cầm trong tay bảo đao đoạn giới, cầm đầu mấy chục cô gái áo trắng, đánh úp lên bích lạc cung, thậm chí còn che mặt ra tay với hắn không hề nể nang, động thủ động đao sắc bén tàn nhẫn không thua bất cứ kẻ địch nào hắn từng gặp. Cho dù gương mặt nàng lộ vẻ áy náy say dứt, cho dù nàng dường như có lời muốn nói, nhưng hắn thật sự không đủ kiên nhẫn nghe một cô gái phản bội cha mẹ, phản bội giang hồ và phản bội hắn nói chuyện. Lần thứ hai nhìn rõ mặt người con gái này là lúc hắn thất thủ bị liễu nhãn bắt đi, bị trói gô ở trên giường nữ nhân này đã bước vào xì nhục hắn, hành hạ hắn, cho hắn ăn bạt tai, hạ độc trên người hắn, dùng hắn làm con tin uy hiếp hồ ly tóc trắng. Tuy không thể nói hắn có xuất thân cao quý, nhưng cả đời này chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy. Nên khi cô gái này tát vào mặt hắn, hắn đã hạ quyết tâm phải băm thây xả thịt nàng, bắt nàng trả lại gấp trăm lần. Nhưng từ đó trở đi, hắn không còn gặp lại nàng nữa. Hai lần, hắn mới gặp bạch tố xa được hai lần, cả hai lần nàng đều là kẻ địch, nữ nhân giết người như ngoé tâm cơ thâm trầm, dù sao đi nữa cũng không phải một cô gái tốt. nhưng cớ sao lại không thể quên được? hắn thường xuyên nhớ tới gương mặt thoạt nhìn thanh tú mà lạnh lùng ác độc, nhớ đến đôi mắt dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng đến cuối vẫn lặng im, ánh mắt hơi thâm trầm phức tạp, có phần giống đường lệ từ. cớ sao nàng phải phản bội bạch phủ? đầu quân cho phong lưu điếm thật sự có thể lấy được thứ nàng mong muốn sao? gả cho chỉ vân hắn thì có gì không tốt? làm áp trại phu nhân của hòa vân trại núi mai hoa thì cũng được nắm trọng binh, cũng có quyền có thế mà. ở xó núi phương bắc ấy nàng chẳng khác nào hoàng hậu. rốt cuộc nàng đang nghĩ gì đây? chỉ vân ngẩn ngơ nhìn dèm treo trên giường, trong lòng chợt cảm thấy vô cùng chua xót. một thứ cảm xúc khó gọi tên quẩn quanh trong lòng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Nếu nàng chỉ là đại tiểu thư của Bạch Phù thì tốt biết bao. Nhưng nếu nàng thật sự chỉ là một nữ nhân dịu dàng ngây ngô, thì hắn cũng đâu khó chịu đến thế này. Khẽ rên một tiếng, hắn trở mình, đầu óc nóng rực, dường như đau mà không phải đau, mê man mà không phải mê man, cả người khó chịu bất dứt không sao tả xiết. Tâm trí không ngừng nghĩ đến Bạch Tố Sa, càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng điên tiết trăm ngàn suy nghĩ trong đầu hắn cuối cùng đọng lại thành một câu hỏi. Rốt cuộc lão tử có chỗ nào không xứng với nàng? Rốt cuộc không xứng với nàng ở đâu? Không xứng với nàng ở đâu? Chợt nghe một tiếng. Cạch. Nhỏ, Kim Thu Phủ và Dư Phụ Nhân vừa đi đến cửa, chưa bước vào trong đã ngửi thấy một mùi hương quái dị lúc ngọt lúc không. Dư Phụ Nhân hơi đổi sắc mặt, mùi này giống hệt mùi cổ chu dưới đáy trà hoa lao. Thấy Kim Thu Phủ đưa tay lên đẩy cửa, qua một lớp cửa cũng nghe thấy tiếng chỉ vân nặng nề tê hát. Ở dốc, hắn vội vàng đưa tay lên cản lại. Đừng! Kim Thu Phủ lật cổ tay, tránh thoát cánh tay hắn, nổi giận nói. Ngươi làm gì đấy? Dư phụ nhân nói. Trong phòng e là có biến, cẩn thận vẫn hơn. Kim Thu Phủ hư lạnh. Đây là địa bàn của kiếm hội Trung Nguyên, 50 anh em hỏa vân chạy ta đã vây kín quanh đây, làm gì có chuyện bất ngờ chứ, tránh ra. Hắn định xông vào, Dư phụ nhân ngửi được mùi hương kia càng lúc càng nồng, dáng vẻ hung dữ đáng sợ của chỉ vân ngày ấy vẫn còn rành rành trước mắt. Dư phụ nhân lập tức nhấc chuôi kiếm thanh lạc lên. Đợi đã. Hay lắm, kiếm hội trung nguyên quả nhiên có chuyện mờ ám. Ta chỉ muốn vào cửa ngó chạy trù một cái, ngươi lại liều mạng ngăn cản ta, rốt cuộc có mưu đồ gì. Kim thu phủ thấy dư phụ nhân động binh khí, liền hét to một tiếng, bổ thẳng một trường vào mặt dư phụ nhân. Dư phụ nhân trao mày. Kim tiên sinh, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, xin đừng hiểu lầm. Kim thu phủ thấy hắn né tránh nhanh nhẹn, trong lòng âm thầm khen ngợi, hai tay thu lại, tung ra một chiêu thanh phong thu lộ nhắm vào dưới sườn dư phụ nhân. Kiếm thanh lạc của dư phụ nhân vẫn nằm trong bao, hắn bất đắc dĩ phải dơ kiếm ra đỡ, lùi lại ba bước. Bỗng sau lưng có làn gió lạnh thấu xương, hóa ra người của hỏa vân trại bảo vệ bên ngoài thấy kim thu phủ bị tập kích bèn nhao nhao rốt đao xông lên dư phụ nhân đột một chờ cổ tay liên tiếp đỡ được ba đao kim thu phủ bật cười ha hả trường lực đã nhắm vào chỗ hiểm sau lưng hắn chuyện kiếm hiệp hay bảo vệ trại chủ kim thu phủ hô to người của hỏa vân trại đều ào ào đáp lại dư phụ nhân hoảng hốt tình thế bỗng dưng mất khống chế phải làm sao đây Kim Tiên sinh dừng tay lại, chỉ vân hắn. Lời còn chưa nói xong, trường lực của Kim Thu Phủ đã ùa đến, hắn vội vàng chống đỡ, không nói được hết câu. Đội ngũ Hòa Vân Trại đã có người xông vào cửa xem tình hình chỉ vân, dư phụ nhân vung thanh lạc, thấy có người bước vào, hắn bất chấp trường lực mạnh mẽ của Kim Thu Phủ đang ập đến trước mặt, hét ầm lên. Đừng vào! Một tiếng, ầm, vang lên, người vừa bước vào lập tức bay ra ngoài như một vệt sao băng, ngã xuống đất nằm thẳng cẳng. Mọi người kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy gương mặt hắn bốc lên từng luồng nhiệt nóng bỏng, đưa tay sờ thử thì thấy máu me đầm đìa. Kim Thu Phủ khiếp sợ hỏi, có chuyện gì thế? Trong nháy mắt tiếng bịch bịch vang lên liên hồi, người bước vào phòng bị đánh bay tứ tung, ngã xuống đất đã mềm oặt như bún, tất cả đều bị đánh chết bằng một chương. Kim Thu Phủ vội vàng bước vào phòng, chỉ thấy trên giường là một mớ hỗn loạn. Chỉ Vân ngồi trên giường, gò má ửng đỏ, hơi thở dồn rập, ánh mắt hung ác giữ tợn, đang trợn mắt lên nhìn hắn. Trại chủ, Kim Thu Phủ gọi hắn, bóng Chỉ Vân lướt qua, nhất hoàn đậu nguyệt đã xé rách bầu không. Kim Thu Phủ không kịp đề phòng, đành vội vã nghiêng người né tránh, ngân đao lập tức ghim vào vai phải, máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ Vân nhìn thấy máu chảy thì cười như điên. Ha ha ha, ha 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 hắn lướt qua bên cạnh kim thu phủ, bất ngờ rút ngân đao trên vai phải hắn ra rồi lập tức xông ra khỏi cửa. Dư phụ nhân đứng ở cửa vội vàng rút kiếm ngăn cản, chỉ vân phất tay áo, gan bàn tay dư phụ nhân bị thương không giữ nổi kiếm, thanh lạc bay ra khỏi tay hắn. Chỉ vân lướt đi như bay, dư phụ nhân xoay người lại vội vàng đỡ kim thu phủ. Người! Vết thương trên vai phải của kim thu phủ máu tuôn như suối, hắn đẩy dư phụ nhân ra, nghiến răng nghiến lợi phất tay áo, bắn một vệt lửa lên trời, rồi dốc sức đanh giọng hô to. Hàng vân phách hồng, vũ mai hãn hồn, lệ huyết. Tiếng quát đanh thép lay động cả núi rừng. Hiền viên Long và ân đông xuyên đang đi dạo bên ngoài phòng khách tức thì biến sắc. Đám đệ tử vẫn đang lặng lẽ chờ bên ngoài thiện phong đường nghe tiếng quát thì nhào lên. Trong tiếng hô chém giết như rời non lấp biển, vô số bóng người đã nhảy qua tường vây, xông vào thiện phong đường. Tiếng trống trận vang lên rào rào như mưa xối, đội ngũ Hỏa Vân chạy hát lên bài ca mà bọn họ thường hát trong khi tập kích cướp bóc. Hàng Vân phách hồng, Vũ Mai hãn hồn, lệ huyết rơi khắp núi sông, đất trời mình ta ngang dọc. Tiếng hô hào vang dội đất trời rung chuyển rừng núi, gần như khiến núi Hảo Vân run rẩy, gió mây tụ lại, cây cối đung đưa. Đệ tử kiếm hội hoảng sợ nhìn nhau chỉ thấy hàng hàng lớp lớp nam tử hán cường tráng uy vũ như sói như hổ xông vào, nhất thời không biết làm sao mà chống đỡ. Đường lệ từ đang ngồi trong phòng chợt nghe có tiếng hét chói tai, năm ngón tay y bóp chặt, ly thủy tinh trong tay răng rắc vỡ tan, mảnh thủy tinh vỡ hòa cùng huyết dịch mới ngưng tụ được một nửa, đâm sâu vào lòng bàn tay y, nhuộm đỏ nửa ống tay áo. Chống trận hỏa vân trại nổi lên, y phất tay áo đứng lên, đang định ra cửa lại thấy bóng áo đào lướt qua, một người mỉm cười yêu kiều đứng cản trước cửa. Đường công tử, ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy giữa ta và ngươi vẫn cần phải nói cho rõ. Tay phải bị thương của đường lệ từ buông thõng bên người, tay trái vẫn khoác hở lên ghế tựa. Hai tay hắn đều có vết thương, dòng máu đỏ thắm chảy dòng dòng xuôi theo năm món tay thon dài, từ đầu ngón tay mảnh mai dò từng giọt xuống đất, khiến mặt đất và mặt ghế giống như âm thầm nở ra vô số đóa hoa bé xíu màu đen đỏ. Y không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Tây Phương Đào. Tê Tê Rong căn phòng u ám hoa lệ đầy những mảnh thủy tinh vỡ, vết máu như hoa, nam nhân hai tay nhuốm máu. Tất cả vẽ ra một bức tranh yêu dị mang cái đẹp ma quỷ, ấp ủ một cảm giác nguy hiểm âm u. Ôi chao! Ánh mắt Tây Phương đào truyền từ trên mặt đường lệ từ xuống nền đất, lại chuyển sang hai cánh tay nhuốm máu, khóe miệng khẽ cong lên. Hóa ra đường công tử bận luyện yêu pháp, tà thuật. Huynh đệ của ngươi đang giết người ngoài kia kìa, ngươi nấp trong đây làm gì đấy? Trong giọng nói dịu dàng của nàng mang theo nét châm chọc khó tả. Ngươi không cứu được hắn. Khi ngươi để hắn một mình đi tìm người kia, mạng của hắn đã được định đoạt rồi. Khi hắn nhảy xuống trà hoa lao đã hết thuốc chữa rồi, phải chăng ngươi cũng nên dừng lại đúng lúc, nên từ bỏ đi thì hơn cả áo nàng bay phất phơ, dáng người yêu kiều xinh đẹp khó tả. Ván cường chỉ vân, ta đã thắng rồi, hơn nữa ta còn để cho ngươi ngồi trong căn phòng này mà nghe, mà nhìn. Nghe tiếng kêu r, ên của những người bị hắn giết, nhìn dáng vẻ giết người sảng khoái điên cuồng của hắn, nhưng ngươi không cứu nổi hắn. Thậm chí không cứu được bất kỳ ai trong kiếm hội Trung Nguyên. Nàng dịu dàng nói. Có phải ngươi nên phục ta rồi không? Đã bắt đầu hối hận vì mình khăng khăng đối nghịch với ta chưa? đường lệ từ khép hờ đôi mắt hàng mi dài ngước lên sau đó mở mắt ra cất giọng vô cùng bình tĩnh ngươi tưởng mình có thể giữ chân ta ở đây à tay trái y khoác lên lưng ghế chậm chậm nhấc lên món tay nhuốm máu chỉ vào tây phương đào máu tươi men theo món tay giỏ xuống đất như những sợi tơ khiến móng tay đỏ thắm trở nên sáng bóng rực rỡ khác thường giống như món tay của quỷ sứ trốn địa mục thật sự có thể câu hồn đoạt phách đôi môi anh đào đỏ thắm của Tây Phương đào nở một nụ cười tàn khốc. Người ấy à, lại để cho ta phát hiện ra một nhược điểm rồi. Ngón tay đường lệ từ đang trò vào nàng duỗi ra, năm ngón tay nhanh như gió thổi, nhát mắt đã tóm lấy cổ nàng, căn bản không thèm nghe rốt cuộc nàng muốn nói gì. Tây Phương đào nhấc tay lên đỡ chiêu này của y, quyền trưởng hai người đan nhau, đã động thủ rồi. Chỉ thấy bóng người trong phòng lay động, nhưng không để lộ một tiếng gió nào, ngay cả làn khói bay lên từ huân hương trên bàn cũng không chịu ảnh hưởng. Hai người rằng co lâu ngày trong kiếm hội Trung Nguyên, vì nhiều loại lý do nên chưa từng giao đấu chính diện, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là không nắm chắc thực lực của đối phương đến đâu, tùy tiện ra tay không phải quyết định sáng suốt. Dù đường lệ từ đã từng nói muốn giết nàng, nhưng phải chờ đến khi y chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hôm nay chỉ vân phát độc đả thương người khác, Tây Phương Đào lại chặn cửa, đường lệ từ ra tay phá vòng vây, đã không tránh khỏi một trận giao phong. Ngoài cửa, người của Hòa Vân Trại đã phá hủy phần lớn thiện phong đường trong nháy mắt. Dư phụ nhân tập hợp hơn 60 đệ tử kiếm hội cố thủ ở Vân Kiếm Đình, đối mặt với cơn giận lôi đình của Hòa Vân Trại, kiếm hội trung nguyên trong lòng có trăm mối ưu tư, khó mạnh tay đánh cược một trận. Dư phụ nhân vung kiếm gác ngoài cổng, rằng co với hiên viên long, mà bên kia là xác chết ngổn ngang, chỉ vân nổi điên đang vung cả đao lẫn trưởng, cười há há liên hồi, hắn đi đến đâu thì không cần biết là đệ tử kiếm hội hay người của hỏa vân trại, hai phe đều thương vong nặng nề. Lẽ nào kiếm hội Trung Nguyên không mất trong trận chiến với phong liêu điếm mà lại tan tành dưới thiết kỵ của hỏa vân trại sao? Dư phụ nhân nghe tiếng gào thét kêu khóc của người trong hỏa vân trại, thấy nét mặt bàng hoàng đan xen với giận dữ trên gương mặt hiên viên long và ân đông xuyên lại nhìn sang kim thu phủ máu me đầm đìa đang hôn mê bất tỉnh cõi lòng hắn lạnh toát đường lệ từ đâu rồi vào thời khắc nguy na này y đang ở đâu phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn